Xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì Quỳnh Anh đang có mặt tại một vị trí của một dự án mà được rất là nhiều người đang chờ đợi, đặc biệt là người dân ở Nha Trang, Khánh Hòa. Đó chính là dự án nhà ở xã hội 02 thuộc Hút Nha Trang làm chủ đầu tư tại khu đô thị mới Phước Long. Thì như quý vị đã biết thì dự án khu đô thị mới Phước Long với quy mô là 48,2 hectare nằm ở khu vực phát triển của phía Tây thành phố Nha Trang, kết nối với nhiều cụm dân cư, nhà máy xí nghiệp, các trường học và là nơi tập trung số lượng lớn các đối tượng căn hộ, công nhân viên chức, quân nhân, sinh viên và người lao động khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Khu đô thị mới Phước Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty Hút Nha Trang làm chủ đầu tư từ năm 2008 và đến nay thì dự án đã hoàn thành cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật với một số dự án nhà ở và hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng đồng bộ, hoàn thiện các công trình theo quy định quy hoạch được phê duyệt. Và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở xã hội của chính phủ, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đáp ứng nhu cầu về nhà ở của cán bộ công nhân viên chức, người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn. Đồng thời phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong việc tham gia mục tiêu kinh tế xã hội trong lĩnh vực nhà ở. Nhà ở xã hội 01 đã bàn giao vào tháng 8 năm 2020 và tháng 3 năm vừa rồi năm 2021 thì nhà ở xã hội 02 đã và đang hoàn thiện đáp ứng nhu cầu khan hiếm nhà ở trên thị trường. Dự án nhà ở xã hội 02 thuộc chủ đầu tư Hút Nha Trang nằm tại lô nhà ở xã hội 02 thuộc khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tòa nhà cao 12 tầng nổi và một tum, bao gồm tầng 1 là căn hộ kinh doanh và bãi đỗ xe, tầng 2 là bãi đỗ xe và sinh hoạt cộng đồng, tầng 3 là căn hộ để ở và sân vườn, tầng 4 đến tầng 12 là căn hộ để ở. Tổng số căn hộ của dự án nhà ở xã hội 02 là 260 căn, căn hộ để kinh doanh có 20 căn và căn hộ để ở có 240 căn, có nhiều diện tích phòng từ 2 phòng ngủ cho đến 3 phòng ngủ, dao động từ 55,6m² cho đến 78,5m². Đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm có 8 đối tượng. Đối tượng thứ nhất, người có công với cách mạng. Đối tượng thứ hai, cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối tượng thứ ba, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Đối tượng thứ tư, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Đối tượng thứ năm, người có thu nhập thấp, thuộc diện hộ gia đình nghèo và cận nghèo theo quy định của nhà nước. Đối tượng thứ sáu là đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật. Đối tượng thứ 7 là các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ. Đối tượng thứ 8 là hộ gia đình cá nhân thuộc diện tái định cư. Về dịch vụ tiện ích tòa nhà có kiến trúc hình khối hiện đại, sảnh vào sang trọng đẳng cấp với đầy đủ tiện ích của khu căn hộ. Khu sinh hoạt cộng đồng thoáng mát, bãi đậu xe rộng rãi, khép kín và an ninh trải dài từ tầng 1 đến cả tầng 2. Có khuôn viên sân vườn nhiều cây xanh mát mẻ và trong lành. Hệ thống camera giám sát bảo vệ 24/7. Hệ thống báo khói, báo cháy, chữa cháy, hút mùi theo tiêu chuẩn quốc gia. Máy phát điện dự phòng cho cả tòa nhà và từng căn hộ, thang thoát hiểm khi mất điện lưới. Về dịch vụ tiện ích của căn hộ, các căn hộ được thiết kế có không gian thông thoáng, đảm bảo ánh sáng tự nhiên và thông gió cho tất cả các phòng trong mỗi căn hộ. Thiết kế công năng sử dụng hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn của cuộc sống hiện đại. Dự án nhà ở xã hội Hút 02 được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Dreamland, niềm tin an vượng, chân tín vững bền.